thứ ba là PT day, một ngày làm việc của cái bác sĩ gia đình và exercise. Thầy sẽ tóm tắt những cái nội dung chính, và chiều nay chúng ta cũng sẽ có bốn bài trong cái quyển. Thứ nhất là professional use, và cái quyển thứ hai là public health and epidemiology as a lens. Là sẽ đi bốn bài và một bài. Tuy nhiên thì my voice is not good, do nói nhiều quá cho nên cái giọng thầy chiều nay bị rè. chúng ta đi bằng National Health Service, viết tắt là SNHS, responsible for healthcare for everyone in the UK. Although a small number choose to pay for private care. Như vậy dịch vụ y tế quốc gia chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho mọi người ở nước Anh, United Kingdom. Mặc dù một số nhỏ thì người ta chọn trả phí để sử dụng cái dịch vụ y tế tư nhân. Treatment is free, but there are great charges for drug and appliance, such as cervical collar exemption for some patients, such as children and the elderly. Sự điều trị thì miễn phí, nhưng có sự kê, có cái phí kê đơn cho các cái loại thuốc và các cái dụng cụ như là mình đặt vòng tử cung hay là khuyết chóp cổ tử cung. Có sự miễn phí cho một số bệnh nhân như là trẻ em và người già. Như vậy thì ở nước người ta vẫn có cái miễn phí. Ở đây có một số cái từ mới. Cái câu thứ nhất thì có cái tính từ responsible for, tức là chịu trách nhiệm về cái gì, hay là lo lắng về cái gì, hay là phụ trách về cái gì. Như vậy dịch vụ hệ thống y tế quốc gia, National Health Service là dịch vụ hệ thống y tế quốc gia, thì phụ trách cái việc chăm sóc sức khỏe, healthcare cho everyone in the UK, cho mọi người. Mặc dù một số bạn, một số người thì chọn trả phí để sử dụng dịch vụ tư nhân, private care là dịch vụ tư nhân. Treatment is free, free là miễn phí, nhưng có cái phí kê đơn. Prescription là kê đơn, sự kê đơn và charge, phí kê đơn cho thuốc và các appliance là các cái dụng cụ mình dùng đối với cho người bệnh. Chẳng hạn như là mình đặt vòng cổ tử cung hay là mình dùng các cái dụng cụ khác thì phải trả phí. Nhưng mà exemption là miễn phí nha. Exemption là miễn phí, có sự miễn phí cho một số bệnh nhân, chẳng hạn như là trẻ em và người già, the elderly là người già. Cái đoạn này thì nó cũng đơn giản thôi, chỉ có một vài cái từ mới. Và ví dụ như là national là prescription, charge, appliance, cervical là tử cung, cổ thuộc cổ tử cung, cervix là cổ tử cung, collar là cái cổ còn trắng của mình đây, gọi là collar, nhưng mà nó là mình dịch trong bối cảnh này dịch có thể là vòng tử cung, trong nhiều số trường hợp là làm hẹp với vòng cổ tử cung hoặc là thì nó dùng cái này. Exception là miễn phí. Tiếp tục, primary care is provided by general practitioners or GPs, sometimes known as family doctor, nurse, dentist, pharmacist, and optician. Những cái từ đây thì nó cũng không có cái gì mới ha. Chăm sóc ban đầu thì được thực hiện bởi các y đa khoa hoặc bác sĩ viết tắt là GPS, hoặc tính toán người ta gọi là bác sĩ gia đình.
các dưỡng, nursing, các nha sĩ, dentist, các cái dược sĩ, pharmacist và kỹ thuật viên về mắt, optician. Đoạn đây thì cũng không có cái gì mới. Dentist à, nó xuất phát từ là tính từ nó là dental, thuộc về nha khoa, nurse, pharmacist. À, những với đuôi nó là IST, tức là những cái người cái từ nó chỉ về chuyên gia của con người. GBS working practice of one to 20. À, các cái bác sĩ đa khoa thì làm việc ở trong các cái phòng, cái nhóm bác sĩ gồm 1 đến 20 người. À, các cái nhóm đó hay là các cái phòng khám practice based in a surgery and look after the health of from 1,051,000 people in their local community. À, các cái phòng khám đó, practice là chúng ta hiểu là các cái phòng khám đó thì nằm có cái cơ sở nằm trong các cái chữ surgery, chữ đây là nó khác một chút xíu ha, trung tâm. Các cái phòng khám trung tâm, surgery nó có trong tình huống này có nghĩa là phòng khám trung tâm nha. Nó tiếng Anh nó cũng hơi phức tạp, nó có nhiều từ nghĩa, nó là ngoại khoa. Hồi sáng chúng ta học và nó là cái từ ngoại khoa, à, cái từ liên quan đến cái phẫu thuật. And look after the health of from 1,000 people in the community. Cái look after, các phòng khám thì nằm trong các cái trung tâm và chăm sóc, look after là chăm sóc sức khỏe của từ là 1.000 đến 1.500 người ở trong cái cộng đồng địa phương của họ. Trong cái cộng đồng địa phương. À, cái đoạn này thì cái chữ practice tức là một cái, có thể là một cái phòng khám hoặc một nhóm bác sĩ. Surgery là cái trung tâm, thì look after là chăm sóc, à, local là địa phương, community là cộng đồng. They also provide health and education in areas such as smoking and diet, cleanliness, give vaccinations for example for influenza and may birth for minor surgery, wards and moles. Ở đây thì họ cung cấp giáo dục sức khỏe, health education, giáo dục sức khỏe trong khu vực như là về cai thuốc, smoking và chế độ ăn. À, điều hành cái sự cái phòng khám, clinic cũng là một cái phòng khám, nó nhiều từ phòng khám mà, khám bệnh, tiêm vaccine, vaccination là tiêm chủng đó, ví dụ như là tiêm chủng cho bệnh cúm, influenza là cúm, và có thể thực hiện những cái phẫu thuật nhỏ. Như vậy chúng ta có chữ là về sáng chữ operation. Rồi ops là cái chữ gọi là informal. Operation của phẫu thuật minor, remove, tức là lấy đi, chẳng hạn như là mụn cấp, ruồi, wasp là mụn cấp, là moles là các cái mụn ruồi, perform là thực hiện ha, perform, đây là chế độ ăn, vaccination rồi, những từ này nó cũng không có cái gì mới. Business care, you may refer refer the patient to a consultant in secondary care. Như vậy thì ở đây chúng ta có cái nếu bệnh nhân mà cần cái sự chăm sóc của bác sĩ chuyên thì cái bác sĩ Lily này sẽ làm một cái viết một cái thư chuyển tuyến. À, tức là refer, chuyển cái bệnh nhân refer somebody to somewhere, đến cái phòng khám ở tuyến 2.
À, chúng ta primary care là cái chăm sóc ban đầu, mình có thể gọi là cái tuyến đầu, còn secondary là cái chăm sóc ở tuyến sau, à, tuyến hai. Check là hai khi thứ bậc thì primary là cái tuyến đầu, à, chăm sóc đầu ban đầu, còn secondary là cái chăm sóc tuyến hai. Trong này thì có thể có chữ gì mới không? Remove, removal, tức là nó xuất phát từ động từ remove, was là cái một cấp, most là cái một và rồi. Không có cái gì mới từ trong cái từ này nha. Ok. Cái dịch vụ này nó cũng còn cái nghĩa nữa ha, một đoạn tiếp nữa. Bạn nào có thể dịch thay cái đoạn này? Sáng mình gọi tới đâu rồi à? Mẫn, hồi sáng là gọi tới Minh Mẫn rồi đúng không? 10, Nguyễn Hiệu 10. 10 có đến chưa? Dạ có thầy ơi. Chật đoạn cho vui. Thầy ơi, em cái này em bị mất gốc rồi, bây giờ em nhìn vô em không có dịch được rồi, thầy thông cảm cho em. 10 ở đâu 10? Dạ em ở Kiên Giang. À, Kiên Giang. Tới gần chỗ chị xứ không? Dạ em cũng nghỉ học lâu lắm em mới đi học lại, rồi giờ em không biết được. Thấy Em mình hiểu ngồi rồi. em coi em cũng gắng tiếp thu từ từ, em dịch Google dịch không à, dịch lại từ từ thầy. Nhưng Thầy thông mà cảm em gắng em học. em ở Kiên Giang thì có gần chỗ nhà chị xứ Dạ chỗ em là ở trong vùng Ghiền. riêng hả? Chị xứ là ở Hòn Đất à, riêng hả? Dạ chị xíu Hòn Đất. Tại cái đến chỗ chỗ cái di tích Ba Hòn rồi. Dạ Rồi đây thì không thì bạn Trà mới giúp cho bạn 10 ấy. Mi có không? Cẩm Nang. Có Cẩm Nang, Lê Thị Cẩm Nang. Cẩm Nang cũng có. Hà Hà Ngọc. em Dịch đoạn ai ra giúp cho bạn 10 đi Hà Ngọc. Đó rồi, dịch đoạn cho vui. hay là bệnh nhân thì thường được khám theo nền tảng. Dạ thầy ơi, em Biết của em bị ở khâu á, thôi mà thằng khác đi ạ. Bảo Nguyên, mời cảm ơn Ngọc. dạ dạ có em thầy ơi. Dạ thầy ơi em Cẩm Nang. Cẩm Nang hả? Dạ dạ cái máy em bị cái gì em không biết nữa. Thôi anh mời Cẩm Nang mấy ngày bị khô quá nói không nghe được. Bạn Bảo Nguyên đi. Em dịch cái dòng đầu thôi nha thầy. Dịch cái đoạn một đoạn đó thôi, đâu em dịch cái đoạn này được rồi. Không, nếu không Dạ. dịch được em đoạn dịch câu không được, bạn dịch câu đi. Dạ. Câu đầu là bệnh nhân thường được khám theo lịch lịch hẹn. Rất là xuất sắc, excellent nha. Đó Hết tiếng rồi thầy. à, rất là hay, câu dịch rất là hay ha. Cách đó là mình cách chuyển từ cái ngôn ngữ Anh sang tiếng Việt. Đó là các bệnh nhân thì thường được khám theo lịch hẹn, rất là xuất sắc, câu đấy rất là hay nha. Chắc là mình viết văn cũng hay lắm đó nha. Bảo Nguyên hả?
Dạ 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 thầy. Rồi, cảm ơn bạn Nguyên. Bạn Nhu, Nhu dịch tiếp cái câu thứ hai coi. Dạ thầy. Việc thăm khám ở nhà khi bệnh nhân được thực hiện khi bệnh nhân không thể ra khỏi nhà hoặc là ốm, gọi gì nữa đó thầy? Rồi tiếp, cảm ơn. Dù sao nữa anh dịch không hết câu nhưng mà cũng được một số từ đó không. Quỳnh Như, cảm ơn Bảo Hồng Hồng Nhu. Dạ thưa thầy, là thời gian thăm khám ở ngoài ngoài giờ, điều trị ở ngoài giờ thì bắt đầu từ 6 giờ sáng cho tới từ 6 giờ chiều cho tới sáng, phục vụ bởi các cái trung tâm chăm sóc ban đầu. Dạ em hết biết rồi. Rồi cảm ơn các em. Dù sao nữa thì mình cũng được không biết nhiều nhưng mà cũng biết được ít đó, hơn là không biết cái gì cả. Có cái câu đầu tiên này các bạn dịch, bạn Nguyên dịch rồi rất là chuẩn ha, thầy không có dịch lại nữa. Bệnh nhân thì được khám giờ cái cuộc hẹn ha, thăm gia đình hay là khám tại nhà thì được thực hiện khi bệnh nhân không khỏi, có nghĩa là không thể ra khỏi nhà. Cái tình trạng bệnh nhân không thể ra khỏi nhà người ta gọi là housebound, có nghĩa là chữ bao đây là nó dính liền lại ha, dính liền lại. Cái niềm dính, cái từ ra từ compound, tức là bệnh nhân không thể ra khỏi nhà được. Ở đây có cái chữ unable to leave their home, đấy là bệnh nhân không thể đi ra khỏi nhà, hoặc là too ill to attend surgery. Chữ too ill to tức là bệnh nặng quá không thể đi đến phòng khám nha, không thể đi khám được. Attend được, là đi surgery là đi đến cái phòng, đến cái trung tâm được. Yeah. Đó. Tức là khi có, chúng ta có cái cấu trúc là to, IC, to do, nghĩa là nó quá sức mình không thể làm được. Cho nên có cái cấu trúc thì to đây là quá nặng để mình đi đến cái trung tâm. Cái surgery đã làm cái trung tâm mà. Trung tâm khám bệnh đó. Out of hours, OA treatment, điều trị ngoài giờ, đúng rồi, cái đó điều trị ngoài giờ từ from 7 to 8 a.m. đến ở đây là từ 7 p.m. đến phải từ 8 a.m. rồi, từ 8 a.m. tức là 8 giờ sáng, thiếu chữ từ 6 giờ chiều đến 8 giờ sáng. It provided by local primary care trust, which organized ship of GBs and local GPS to cover if someone is absent. À, ở đây có nghĩa là cái việc mà điều trị ngoài giờ, tức là từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều đến 8 giờ sáng thì được cung cấp bởi cái chữ Local Primary Care Trust, một cái tổ chức ủy thác mà chăm sóc ở địa phương. Dạ, chúng ta thẩm thành nhưng nó là một cái tổ chức ủy thác chăm sóc địa phương mà nó tổ chức theo chữ cái chữ ship là chúng ta đã học từ sáng rồi, đúng không? Đấy, theo ca của các cái bác sĩ gia đình và thuê chữ locum. Đấy, và các bác sĩ gia đình là thuê đấy, chữ locum này là thuê nha, các bác sĩ mà thuê đấy để mà lo cái chuyện đó nếu như ai đó cách mạng. Có nghĩa là ngoài cái giờ đó tức là được tổ chức bởi các cái bác sĩ và những người mà thuê, nếu như không đủ người thì thuê người ngoài vào để họ phụ trách cái việc khám ngoài giờ. Cái chữ thuê ở ngoài người ta gọi là locum, cái chữ đó người ta gọi là locum. Chúng ta lưu ý đây có cái từ mới nha, tức là cái bác sĩ thuê bên ngoài locum. Như vậy out of hour là ngoài giờ, home visit là thăm gia đình, post cho mình là cái khám dựa trên cuộc hẹn ha. Chữ able, unable là tất cả sáng ta có able to do thì unable to do tất cả nó ngược lại, không có khả năng. Rồi
ship của chúng ta đã rồi chúng ta đã học từ sáng áp sinh là vén mạch, tức là khi vén mạch thì ngoài giờ đó thì người ta thuê để có những người trực làm thay cái công việc đó. Ở đây có cái chữ hồi nãy có cái chữ Sagari nó rất là nhiều nghĩa. Trong cái tài liệu chúng ta đã chú thích nó có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là một cái tòa nhà và ở đó là các cái bác sĩ gia đình đó, người ta làm việc. Đó. Và ví dụ như là cái phòng khám đã vừa được chuyển đến một cái khu nhà mới trên cái phố High Street. Đấy là một cái tòa nhà thì chúng ta có thể hiểu nó là cái trung tâm. Cái thứ hai đó là cái nghĩa thứ hai là cái thời gian ở time when GBC patient, tức là cái thời gian mà bác sĩ khám bệnh thì người ta cũng gọi là salary. Salary là thời gian mà bác sĩ khám bệnh. Ví dụ như là morning salary from đây là thiếu chữ chấm nè, 8:30 to 12:30, tức là thời gian khám bệnh từ 8:30 đến 12:30. Đấy, cho nên cái đó là cái salary, đó là cũng là cái thời gian khám bệnh. Cái nghĩa thứ ba nữa là cái công việc của các nhà ngoại khoa, của obstetrics, tức là ví dụ như là the patient needs urgent surgery or burst appendix, tức là bệnh nhân này cần được phẫu thuật gấp vì là do ruột thừa vỡ mũ, vỡ burst appendix, ruột thừa vỡ. Như vậy thì cái từ surgery này nó có nhiều nghĩa ha. Trong trường hợp này thì nó có thứ ba nghĩa. Anh thấy là cái tòa nhà mà nơi đó các bác sĩ làm việc mình có thể gọi là cái trung tâm, hai là cái thời gian bác sĩ khám bệnh, và ba là cái công việc của bác sĩ ngoại khoa. Đây thì chúng ta cũng lưu ý có những cái từ nhiều nghĩa mà nó liên quan đến cái chuyên ngành y chúng ta có thể tham khảo. Chúng ta đi tiếp một cái nội dung khác, đó là về practice team, tức là một cái đội nhân viên là thực hành. A typical GP practice employees, receptionist, they are responsible for initial patient contact, making appointments, take requests for repeat prescriptions, taking messages from patients and other healthcare providers, and for filing and scanning documents into patient records. Như vậy thì cái một cái bác sĩ đa khoa điển hình thì có một cái phòng khám, mà một cái phòng khám mà bác sĩ gia đình điển hình thì thuê các cái sử dụng các cái receptionist, các cái người nhân viên lễ tân. Họ chịu trách nhiệm phụ trách cái tiếp xúc với bệnh nhân đầu tiên. Cái chữ responsible là phụ trách rồi. Initial là đầu tiên, tiếp xúc, contact là tiếp xúc với bệnh nhân đầu tiên. Making appointments, tức là làm tạo các cái cuộc hẹn. Taking request for repeat prescription, tức là thực hiện các cái yêu cầu mà kê lại các cái đơn thuốc. Ở đây chúng ta thấy các cái từ kê lại các cái đơn thuốc chỉ biết lại, bởi vì chẳng hạn như là bác sĩ gia đình thì người ta quản lý cái những cái bệnh, một trong những cái việc của người ta là người ta quản lý các cái bệnh, thường là các cái bệnh mãn tính của người dân trong khu vực người ta quản lý. Như vậy thì và một cái bệnh nhân thường đi khám thì cũng có thể đi khám nhiều lần trên một cái bệnh đấy, cho nên những cái lần sau chẳng hạn như mình dùng mình kê cái đơn thuốc nó giống như vậy thì bác sĩ người ta không phải làm nữa, mà cái nhân viên đây người ta sẽ sao lại cái đơn thuốc đấy. Đó, cho nên người ta gọi là taking request for repeat prescription, tức là sao chép lại cái đơn thuốc đấy để người ta dùng tiếp, để cấp nó như vậy. Cho nên cái nhân viên đấy hiện nay thì cái xu hướng đó Việt Nam mình cũng dùng, đó là người ta có thể cũng gọi là cái thư ký y khoa đấy. Đó, để giúp cho bác sĩ cái công việc của bác sĩ. Đó, sao chép lại các cái đơn thuốc để người bệnh tiếp tục họ sử dụng và dùng. Taking messages from patient and other healthcare provider, tức là
họ ghi lại các cái tin nhắn, những cái lời nhắn từ các bệnh nhân và những cái nhân viên chăm sóc khác, other healthcare providers, tất cả những nhân viên chăm sóc y tế khác. Và filing tức là mình làm cái hồ sơ, file là chúng ta biết cái chữ file, file folder đó, cái file là cái hồ sơ, folder là cái file, là cái tập tin đó, và là làm cái hồ sơ và in ấn chụp lại các cái tài liệu để đưa vào trong cái bộ hồ sơ của người bệnh. Có nghĩa là người ta quản lý thì mỗi bệnh nhân là có một cái bộ hồ sơ ghi tất cả các cái thông tin liên quan đến sức khỏe của cái người bệnh, của bác sĩ Đình, và cái người mà receptionist sẽ làm cái chuyện đó. Ví dụ photo, tài liệu photo, những cái hồ sơ bệnh án mà liên quan đến người bệnh người ta đều vào người ta quản lý. Đó. Ở đây thì cũng không có cái gì là mới. Record là cái hồ sơ, cái patient filing là một cái động từ, nó xuất phát từ động từ file, file provider là những người cung cấp cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Này, the practice manager has responsibility for finance and sometimes for IT. I supervise reception staff, hire locum, and has prepared the practice development plan. Như vậy thì cái giám đốc mà quản lý, cái người quản lý về cái phòng khám đấy, thì có trách nhiệm về mặt tài chính. Hồi nãy chúng ta trên là responsible là tính từ, còn responsibility thì đó là danh từ, có trách nhiệm về cái vấn đề tài chính, và sometimes thỉnh thoảng là phụ trách cái IT. IT là information technology, cái thông tin. Supervise là giám sát, nó động từ supervise, giám sát reception staff tức là nhân viên tiếp đón lễ tân. Hire locum, hire là thuê, locum là những cái nhân viên mà trực ngoài giờ như vừa nói ở slide trước, và giúp chuẩn bị cái sự cái kế hoạch phát triển cái phòng khám. Đã, giúp để mà vạch ra cái kế hoạch phát triển cái phòng khám. Practice development là phát triển, plan là cái kế hoạch. Chỗ này thì nó cũng nó có mấy cái chữ mới là như là manager là quản lý thực cái phòng khám này, supervise là giám sát này, staff là sinh là cái nhân viên lễ tân, hire locum là thuê cái nhân viên mà làm ngoài giờ. Practice nurse run asthma, diabetes and cardiovascular disease clinics, as well as one to one clinics for those who wish to give up smoking. Như vậy thì các cái điều dưỡng mà thực hành đó, thì quản lý lo những cái việc các cái bệnh như là hen, asthma là hen, diabetes là đái tháo đường, cardiovascular là tim mạch, tức là các cái bệnh như hen, đái đường và tim mạch. Điều hành, chủ răn nên là chủ điều hành nha, nó cũng là manage, nó cũng điều hành các cái phòng khám, về các cái phòng khám nhỏ, trong cái phòng khám lớn thì nó có những cái phòng khám bệnh clinic, clinic các cái phòng khám bệnh đó, như là hen, bệnh đái tháo đường, bệnh tim mạch, như là cũng như là các cái phòng tư vấn one to one là tư vấn mạch, đối mạch từng người một ấy, mà cho những cái người mà người ta muốn bỏ hút thuốc lá, wish to give up smoking, cái phrase verb give up tức là từ bỏ, nó đồng nghĩa với từ quit, đồng nghĩa với từ to quit, bỏ, give up cũng là bỏ, bỏ thuốc lá. Đấy, đấy là cũng không có cái gì mới không ta? Thế em xem có từ gì mới nữa không? Đó là cái công việc của cái đội thực hành. Mình đi tiếp ha. Ngoài cái nhân cái đội thực hành, chắc là in ở
practice that. The GBS work with a number of health professionals. Ngoài cái đội thực hành ở trên thì các bác sĩ gia đình cũng làm việc với nhiều nhân viên y tế nữa. Bây giờ các em dịch cho thầy đoạn, đứa một bạn dịch một đoạn đi, có như chia sẻ cho thầy một chút anh. Bạn Sơn Thanh Phấn, rồi tới bạn Phúc, tới bạn Phương, tới bạn Rinh, bốn bạn thằng được. Sơn Thanh Phấn đâu ạ? Có không? Không có hả? Bạn Võ Thị Hồng Phúc. Phúc cũng vén luôn hả? Dạ có em ơi, có Phấn thầy ơi. Phấn dịch cho thầy, giúp cho thầy cái đoạn đầu ấy. Dạ. Thưa thầy, là ngoài nhân viên thực hành thì bác sĩ cái đoạn đầu thầy dịch là em cái bốn cái bullet ấy. Em làm cái bullet đầu. Thưa thầy, là các y tá tuyến huyện thì đến thăm các bệnh nhân tạm, bệnh nhân tạm thời ở nhà, chẳng hạn như bệnh nhân xuất viện gần đây để thay băng gạc và băng viêm lét không hả? Yếu ánh sờn. Hồi sáng Phấn có đi có học không? Dạ có hả. Cái chữ dyspraxy là đây không phải là cái điều dưỡng tiếng huyện, mà đây là cái điều dưỡng mà người ta có cái nhiệm vụ đi thăm hộ gia đình ha, đi khám bệnh tại nhà. Đấy. Trong tiếng Anh gọi là dyspraxy, nó không phải là nghĩa là cái điều dưỡng tiếng huyện ha. Đấy. Cho nên nó có không phải là mình ghép lại như thế là hồi sáng thầy đã nói ở đây rồi mà. Rồi cảm ơn em. Những người này đi thăm bệnh nhân ở tại nhà, tạm thời ở nhà, như là những bệnh nhân được xuất viện gần đây để thay băng, vaccine là băng, như là trong trường hợp là băng do loét ha, loét ansoleret, ví dụ như người ta nằm lâu, chấn thương hay là bị tai biến ở tì đè, loét những cái vết loét ha, đấy, ansoleret, ansoleptic là loét dạ dày, loét dạ dày. Còn anh ở ngoài ví dụ như những cái vùng mình nằm lâu á, thì máu nó đến không có được, cho nên nó thiếu dinh dưỡng, cho nên dễ bị loét. Cho nên là thay băng như vậy. Rồi cảm ơn nha em. Dạ, dạ. Bạn tiếp theo bạn Phúc. Dạ em nghe. Rồi em dịch cái đoạn tiếp theo đi. Dạ là những người đến thăm sức khỏe của gia đình thì đối với trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ chưa có vị thành niên, thì được chú ý đến để đảm bảo cho chúng có một sức khỏe mạnh, thì được được đặc biệt chú ý đến là những gia đình khó khăn, chẳng hạn như là những người sống trong cảnh nghèo đói, họ cũng có chủng ngừa cho những em bé này. Em cảm ơn đó. Em dịch cũng rất là lạ lướt ha. Phúc quả thì ông Phúc thầy gọi là lá lướt, phải dùng từ tất nhiên là mình dịch nó quá gọi là phong thi gì ha. Rồi cảm ơn em. Tức là những người mà đi thăm sức khỏe đó
những người mà đi điều dưỡng, mà những người mà đi thăm sức khỏe đấy, thì họ đi thăm, phụ trách cái chuyện đấy, họ đi thăm các cái gia đình để tiến hành carry out to carry out ha, tiến hành check up để kiểm tra những cái đứa trẻ, những cái em bé rất là nhỏ đó, đặc biệt là dưới 5 tuổi, under 5, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi, để đảm bảo rằng chúng được khỏe mạnh. Đó. They are healthy, particular. Carry, cái động từ to carry out là tiến hành. Check ups là kiểm tra ha, về những cái đứa trẻ, particularly là đặc biệt là những cái đứa trẻ under 5, dưới 5 tuổi. Để to make sure là để đảm bảo, để chắc rằng là they are healthy, để chúng là khỏe mạnh. Cái chữ special attention là sự chú ý đặc biệt. Cái sự chú ý đặc biệt là được thực hiện á, cái sự chú ý là được thực hiện, is pay là thực hiện đó. Tức là cái sự chú ý đặc biệt là cần thực hiện đến family, cái nhu cầu in need, là có, mình gọi là có nhu cầu đến những gia đình mà cần có nhu cầu, như là xác xác như là những gia đình mà sống trong cái tình trạng nghèo đói. Cái những người này họ cũng thực hiện cái tiêm chủng cho trẻ nhỏ, baby, trẻ nhỏ, những cái trẻ mới sinh, gọi là trẻ nhỏ đó, do baby immunization là tiêm chủng, vaccination. Hồi sáng chúng ta có chữ là vaccination cũng là tiêm chủng, còn immunization cũng là tiêm chủng, này hai cái từ này nó cũng đồng nghĩa. Rồi. Thầy dịch tiếp luôn, midwife tức là nữ hồi sinh nha, điều hành cái phòng khám mà cho những bệnh nhân trước sinh, antenatal là trước sinh nha. Physiotherapist là những người vật lý trị liệu, provide hands-on treatment, but also this patient exercise can do to improve their condition after accident or operation. Những các nhà vật lý trị liệu thì cũng cung cấp các cái sự điều trị bằng tay, tức là những cái điều trị bằng tay, nhưng cũng hướng dẫn cho bệnh nhân tập thể dục, những điều họ có thể làm mà để cải thiện cái tình trạng của họ sau khi bị tai nạn, accident, hoặc là sau một cuộc phẫu thuật như là operation. Đó. Cái từ đó thì nó cũng hands-on treatment là tức là những cái chữa bệnh bằng tay, những cái cách điều trị bằng tay như là massage đó. Cũng dễ cho bệnh nhân cái những cái vận động, những cái bài tập mà các cái bệnh nhân họ có thể làm để cải thiện cái điều kiện, cái tình trạng của họ sau khi bị tai nạn, accident, hoặc là sau một cuộc phẫu thuật. Ok, đó là, cũng là rõ ràng đúng không, cũng có cái gì nó đặc biệt khó đúng không. Tiếp đây là Ribis, đây là một ngày làm việc của cái bác sĩ gia đình. Tiếp, thằng nào dịch cho thầy cái đoạn đây để mình động não tí cho nó vui. Sơn Thạch, Thạch Đa Rinh đó, Bùi Thị Huệ Phương này chứ, quên, sorry, Bùi Thị Huệ Phương. Phương có không, Huệ Phương có thì mời em Thạch Đa Rinh. Biết luôn à, Nguyễn Huỳnh Trường Sơn. Dạ có em Thạch Đa Rinh thầy ơi, dưới em đang mưa nên mạng thì thầy. Vậy thôi thầy mới Trường Sơn đi. Em đây đây là một ngày của làm việc của bác sĩ Sua gì đó. Là bác sĩ này thì làm việc tại một cái chợ nhỏ, một cái thị trấn ở trong cái chợ nhỏ trong cái thị trấn, với ba gia đình của ba gia đình bác sĩ khác,
một cái cuộc phẫu thuật nhỏ thì ở trung tâm thị trấn, những cái cuộc tiểu phẫu nhỏ ở trung tâm thị trấn thì được chia sẻ bởi ba cái gia đình bác sĩ này. Vào cái làm việc buổi sáng khi mà cô ấy không có, thôi cho em tới đó rồi. Thân mà một bạn khác đây, bạn Thắm, Hồ Thị Ngọc Thắm. Dạ thầy ơi, em chưa có dịch được cái phần dưới lại. Em Phước Thọ. Dạ có em thầy ơi. Em dịch tiếp đi, tiếp theo cái bạn Trường Sơn đi. Dạ là tới cái chỗ mà this is typical working hả thầy? Tới đấy đi cũng được đây. Dạ đây là một cái hành động điển hình cho cái công việc vào lúc sáng sớm, khi mà cô ấy không có nhiệm vụ của bác sĩ và trách nhiệm và có cái một cái trách nhiệm khẩn cấp và có cái vấn đề khác. Rồi cảm ơn em. Rồi thầy tiếp tục về dịch dạy các em luôn ha. Bác sĩ Stewart làm việc ở trong một cái phòng khám, ở trong một cái phố chợ nhỏ ha, với ba cái bác sĩ gia đình khác, cùng với ba bác sĩ gia đình khác, chứ không phải gia đình bác sĩ mà bác sĩ gia đình, family doctor, cũng giống như là GP ha, cũng giống như là general practitioner, hoặc là cũng là bác sĩ gia đình ha, ba bác sĩ gia đình khác, GP cũng là bác sĩ gia đình. Cái phòng khám dịch surgery này ở trung tâm của cái Chutao, tức là một cái thị trấn, thường là tên là phố chợ hoặc là downtown thì nó là cái trung tâm của một cái địa phương đó, trong trung tâm của một cái thị trấn, và được chia sẻ bởi ba cái phòng khám, có nghĩa là cái phòng khám này nó gồm ba cái phòng khám khác, tức là cái trung tâm này nó gồm ba cái phòng khám trong đấy, như vậy cái trung tâm này nó có ba cái phòng khám của các bác sĩ gia đình. This is a typical working morning when she knocked the duty doctor responsible for emergencies and organ problem. Đây là một cái buổi sáng làm việc điển hình khi mà cô ấy không phải là thực hiện cái nhiệm vụ trực, chịu trách nhiệm cho những cái bệnh cấp cứu và các cái vấn đề khẩn cấp. Đây là this is a typical working morning, đây là một cái buổi sáng của làm việc, buổi sáng làm việc điển hình nha, thường ngày nha, không phải đấy, cho nên là các em cũng chú ý nha. Bác sĩ chưa hết làm việc ở trong một cái phòng khám ở trong một cái phố chợ nhỏ với ba bác sĩ gia đình khác. Cái phòng khám này là ở trung tâm của cái thị trấn đó, của cái phố đó, và được cùng làm với ba cái phòng khám khác, như vậy là có bốn đấy. Đây là một ngày buổi sáng làm việc điển hình khi mà cái cô bác sĩ chưa ở đấy không có phải là thường trực, tức là chịu trách nhiệm cho những cái trường hợp cấp cứu thôi và những cái vấn đề tính chất là khẩn cấp. Thì đây là cái công việc, cái bảng này là mô tả cái công việc của một buổi sáng điển hình. 8 giờ là arrive at the surgery, tức là 8 giờ thì đến có mặt ở tại cái phòng khám, ở tại cái trung tâm. Rồi đến mặt rồi kiểm tra, kiểm tra các cái email mà ngoài giờ mới in ra, làm việc ngoài giờ rồi in ra,
rồi kiểm tra các cái tin nhắn khẩn cấp và không khẩn cấp, urgent and non-urgent. Rồi 8 giờ 30 sáng á, thì kiểm tra email từ cái bộ phận sức khỏe, cái bộ phận cái hội đạo, cái bộ phận mà về mặt sức khỏe đấy của cái phòng khám, của cái trung tâm đấy, và các cái đối tác để chuẩn bị cho các cái cuộc phẫu thuật. 8 giờ 30 đến 10 giờ 50 sáng thì cái cuộc khám bệnh, lúc này cái chữ đây được chữ khám bệnh nha, surgery là khám bệnh buổi sáng, là tức là những cái cuộc hẹn là 10 phút đó thôi. Rồi số người đã book, đã đăng ký ở tuần trước, hai người đã đăng ký trong 48 giờ trước đây, hầu hết là trước đây, bốn người là đăng, có thể là bốn người đã đăng ký trong cái khám bệnh trong cái ngày, tức là những người mà ta đến đó là khám bệnh thì đều có xếp lịch hết. Chúng ta như hôm nay nói là chúng ta khám bệnh dựa trên các cái cuộc hẹn đó, cho nên xếp lịch trước hết, là trước một tuần hay là trước mấy ngày hay là trong ngày là có. 10 giờ 50 đến 10 giờ 55 thì kiểm tra với lễ, cùng làm việc với lễ tân để mà kiểm tra các cái tin nhắn ký sai là các cái đơn thuốc, và làm việc với các cái yêu cầu mà kê lại các cái đơn thuốc. Tại vì là chúng ta nhớ là một cái trong cái nhiệm vụ của lễ tân là kê giúp mình sao lại các cái đơn thuốc. 11 giờ đến 11 giờ 20 thì giấy lao, coffee break ở trong cái phòng hội nghị với các cái đồng nghiệp, coffee break, giống như mình 9 giờ là coffee break và chiều thì mình thường thường là 3:30 là mình coffee break ha, ở trong cái phòng conference room với các cái colleagues với các cái đồng nghiệp nè. 11 giờ 20 đến 11 giờ 30 sáng thì mình kiểm tra các cái yêu cầu mà thăm tại gia đình, và mình chia nhóm cùng với đồng nghiệp để mình đi thăm à, ở đó để thăm với các, và 11 giờ 30 đến 1 giờ chiều thì mình giai đoạn đó để thăm hội gia đình. Đó là những cái công việc điển hình của một buổi sáng à. Rồi còn các cái bài tập thì các em có thể làm à, mình có thể xem lướt qua các cái gì mà cần chú ý thì ở đây nó có những cái kỹ thuật ngữ mình có thể, các em có thể ví dụ như change pressing là thay băng nè, make appointment là hẹn nè, perform minor surgery là các cái cuộc thực hiện các cái cuộc mổ nhỏ, tiểu phẫu, phẫu thuật nhỏ gọi là tiểu phẫu đấy, refer patient là chuyển giới thiệu bệnh nhân, run clinic là điều hành với một cái phòng khám nhỏ trong một cái trung tâm của mình, supervise staff là giám sát nhân viên, text message là lấy ghi lại các cái tin nhắn nè, may home visit là mình thực hiện đi thăm như này ha, những cái từ đó. Cái này cái bài số 13 thì các em có thể tham khảo trong cái tài liệu của mình nè. Đây cũng là cái nhật ký một người làm việc của buổi chiều của bác sĩ Stewart, em tự đọc ha. Rồi ok, em có cái gì không rõ có thể trao đổi với thầy nha. Bây giờ chúng ta đi tiếp cái bài số unit tin, cái bài số 13.